Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có sự đồng hành của bố mẹ trong chuyến trở lại Pháp hội quân với Bao Fan Club. Ngay sau trận thắng Ấn Độ tại Cúp Hưng Thịnh 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải lập tức trở lại Pháp để hội quân với Bao Fan Club. Khác với chuyến sang Pháp để chuẩn bị ký hợp đồng, lần này số 19 của tuyển Việt Nam có bố mẹ đồng hành. Ngoài bố mẹ, người đại diện của Quang Hải cũng đã có mặt tại Pháp. Đây là liều thuốc tinh thần, sự tiếp lửa vô cùng quan trọng giúp Quang Hải có thêm sự tự tin, động lực để thể hiện trong màu áo Pau Fan Club. Từ khi thi đấu cho Pau Fan Club, Quang Hải ra sân 6 trận liên tiếp từ băng ghế dự bị hồi đầu mùa giải, sau đó anh không được huấn luyện viên Thô Lốt sử dụng hai trận, trước khi có ít phút thi đấu ở vòng gần nhất. Những gì mà Quang Hải thể hiện trên sân, rõ ràng chưa đáp lại sự kỳ vọng của huấn luyện viên Thô Lốt và người hâm mộ. Tuy nhiên thuyền trưởng Paul Fan Club đã có những động viên rất kịp thời với ngôi sao 25 tuổi. Tôi tin vào Quang Hải, tin vào tiềm năng của cậu ấy. Quang Hải có tố chất, đặc biệt là ở những đường truyền quyết định sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật không có lợi cho Quang Hải. Bên cạnh đó là sự khác biệt về tốc độ. Cường độ chơi bóng giữa V-League và League 2. Chắc chắn thời gian tới Quang Hải sẽ được thi đấu nhiều hơn. Điều quan trọng là cậu ấy phải kiên nhẫn, huấn luyện viên Thô Lốt nói. Sau khi hội quân với bao, Quang Hải sẽ có 2 ngày tập luyện chuẩn bị cho trận gặp mết ngày 2 tháng 10, sau đó là các trận đấu với Rodep ngày 9 tháng 10, Annecy ngày 16 tháng 10, Nam ngày 23 tháng 10. Ngoài việc chắc chiêu cơ hội mỗi khi được tung vào sân, Quang Hải khả năng cũng sẽ thuyết phục bao để anh về nước cùng tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để nhận nhiều thông tin thú vị. Bên lề cuộc sống các cầu thủ mình yêu thích nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau nhé.